Hello, chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của mình nha. Mình là thành viên Đất A. Hôm nay chúng mình lại tiếp tục series cài răng chí tôm đây. Và đây là phần 2. Đó, hôm nay có mấy trận hấp dẫn đây. Nhưng mà trước tiên thì đây, răng mình đã bị tuột rồi. Nói chung là mình làm clip thì tất nhiên mình không cãi thì nó sẽ tuột thôi. Và cảm ơn anh em đã like video trước nha. Anh em nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ nha. Đó, cảm ơn anh em. Rồi, hôm nay sẽ trận gặp được Bóc Louis nè anh em. Ở trận mà bữa anh em có theo dõi trên livestream đó. Đó, giờ mình nhảy xuống xong giờ mình xách xe đi sang thôi. Đó, sợ gì đâu. Chung gặp đâu bắn đó mà. Mấy ngày đầu thì khó khó chứ. Ôi dễ dễ chứ, còn mấy ngày sau mới khó thôi. Đó, khi mà mình đã lên răng chí tôn rồi á, lúc đó thôi toàn liên server với lại team gắt đi chai hát giờ đi cày răng thôi. Đó, giờ mình xách xe đi kiếm người mình chơi luôn rồi. Đó. Chung là mình có đồ á, mình lúc xong rồi mình đi hơn nè. Đó, cẩn thận đi chung xe dễ xử lý, trừ khi mấy trường hợp bó cuối á, thì mình đi 2-3 xe đó. Giờ đi nè, thấy chưa, đi kiếm hết xa mà tin cũng không có. Giờ qua Picado, qua Picado cái nào cũng có người anh em ơi, chơi hết á, không có sợ team nào đâu, kiểu chơi lấy kinh nghiệm mà. Ui sau lưng ui xíu xa quẹo trái sao đâu đây, quẹo trái lên C4 nha. C4 lên à. Ui ngon khủng hoảng luôn. Hấp dẫn anh em ơi. Đấy, hấp dẫn thiệt. Đúng vào mấy đấy. Đáng lẽ phải quẹo đây sớm nè. Đó. Giờ đi tiếp nè anh em. Đi qua Picado nè. Biết có người không đây? Ở trên nhà lờ, kìa. Phải không? Ui bên trái bắn chết mò rồi, thôi xong rồi. Vô nhà. Tí toàn. Ui trời. Vào nhà đi. À, nó bắn còn đúng giọt luôn em. Ai chắc tìm Bob Louis nè. Tìm nói đó. Coi chừng nha, cẩn thận. Chú bạn này. Chú bạn đẹp vệ sinh có một này. Bắt đi. Ở bên đây một hàng rồi. Kê nha, cẩn thận nha. Coi chừng team Louis luôn á. Từ lên 5 tầng, lên. Em thấy 5 tầng thủ đẹp hơn đấy. Từ. Lại mình chưa biết nó mấy người anh em. Mới nghe tiếng một tiếng casino, một tiếng bên đây nè. Từ 5 ấy. Thấy này. Nóc này, victim này. Ui, có xe tới. Ôi, xong. Bên đây nha, lia kìa. Lia rồi. Đây một team mới tới. Đi tầm nè anh em. Đẩy luôn. Ok. Hai. Ấy. Đó, đi hai team đây luôn. Ôi có sáu rồi. Giỡn hấp dẫn. Ơi. Đụm khỏi ra. Bỏ mít team ấy. Vít tầm đó anh em. Đó, mấy cái team đấu giải không đó, bên nước ngoài đó, bên châu Á đó. Bỏ mít team mày. Kìa, lóc Louis, Louis ốc kìa, đâu, hồi nãy ông tông xe vô kia thì bên phải chạy vô bên phải, còn bên trái chạy vô bên trái chứ. Chạy thôi, núp thôi, chứ giờ nó xáy thì sao, giờ đâu phải móc phải vô là nó xáy nóc rồi. Tưởng là một team chứ ai, là hai team đâu. Ok, full nước, full máu anh em ơi. Còn team Louis nữa, team Louis chắc bắn chắc á. Tại mùa này Louis như cũng cài răng nè. Đó nè, có damage luôn nè, được. Mít giật quá, tôi tưởng là thằng bọn team vẫn còn một thằng bên này gần ông này, tôi team không, team 4 thằng mới tới nè, nó bắt luôn team Victim rồi. Ok, giờ lên đây bắn thính nè anh em. Lấy cái đồi cao này bắn thính rồi, kê được tất cả luôn á. Rồi, đứng đây quan sát thôi, nó tâm bo luôn rồi anh em. Cái gì còn mười mấy thằng hả? 14, 12 thằng. Enemies ahead. Xe này. Lên luôn nè. Lên mình luôn này. Xảy, lật xe. Hay, hai mạng luôn. Hai thằng ạ. Ngon. Ba ui. Thằng ạ. 47 là 4 thằng luôn, hấp dẫn thiệt sự. Được của nó luôn. Đó, giờ còn 3 team rồi, chắc 3 team 4 luôn á. Team Louis với lại team mình là 8 người rồi, còn 4 người nữa. Nó bắn thính bên kia kìa, bên Monte nè. Thấy chưa? Ôi, xảy nè.
nó vậy cả. Đi về tiếp khác. Ít hai một bắt quá. Nó nãy nhặt được ít sáu. Ít sáu rồi nó nổ rồi. Nãy mình có ít sáu là xe nó nổ rồi nè. Cầm ít hai chán quá. Mẹ kẹt đạn. À, team 4 rồi, vậy là team Louis nữa là 3 team, đù, còn 3 team luôn á, hấp dẫn. Quan sát nha, quan sát kỹ nha, quan sát nhiều hướng đó. Hay. Nó vẫn tốt nha, mất giáp rồi nè. Đó, còn Indo đó nè. Nước ở đó, nước, nước. Ừ, coi chừng nha, quan sát đủ hướng nè, vẫn chia ra đủ hướng để quan sát nha anh em. À, gặp team giáo sư là vui lắm. Đó, mình xem giáo sư lâu lắm rồi anh em. Xem stream á. Thằng nào hở đầu phát thì ngon boy cho nó luôn. Ok, cái nóc đi, mất nón là lát đẩy dễ. Ok. Ok thôi. Xe. Đó, xin Louis, tôi đi Louis á. Ê, giả vờ bắn một kia đi. Ôi, lật xe à. Tôi lật xe rồi, tưởng nó lên đây thì ngon. Xe lật luôn. Ai nó? Một thằng chạy bộ này. Mà bọn này không đi xe 4 cùng nhau đâu. Đây là clip của Louis nha anh em. Đó, mình quay lại cho anh em xem nè. Ai ngờ ở đây cũng thấy nè anh em, thấy chưa? Quan sát tầm 300m thì vẫn thấy bình thường nha. Bọn em mình tưởng đứng đây không thấy, ai ngờ vẫn thấy bình thường nha. Bọn này nó không đi xe bụt cùng nhau đâu. Vậy 3 team luôn, 3 team 4 đủ rồi nha, đủ rồi nha. Đó, mình thấy nè, nhưng mà không bắn. Tại ba bên giờ tam giác rồi đó. Thấy tam giác đó, cứ bắn kê từ anh em, đợi bo thôi. Chứ ở đây nóc cũng không có cứu được. Ủa, nóc cứ vẫn cứu bình thường. Cái này chỉ có phá xe được, phá xe thôi. Đó là xe giờ phải có anh chạy có hết. Thôi đợi bo thôi anh em, đợi bo vô đâu rồi. Được rồi. Ôi, lui về kìa, lui về hay về nè. Đúng rồi, tìm xe rồi, chứ cái này bo sao là không có xe là toan. Từ từ nha, anh già đang ấy nha. Ôi, số 4 là AFK anh em ơi, lắc quá, nghe nói pin 900 lần. Phá xe được phá. Nó đi rồi. Phá xe. Không có gì, bo đã mất đâu mà biết. Đây lấy. Đâm vào cái xe cũ á. Rồi, hay quá. Đây được 2 xe rồi, ngon quá trời ngon luôn. Phá xe không được anh em ơi, lắc đầu rồi. Bây giờ mình cũng ngoài bo rồi. Team Louis ngoài bo nè, mình cũng ngoài bo nè. Giờ phá xe không được, mình canh mình chạy xuống khu nhà thì vô trong bo rồi, nên không sao. Giờ quăng khói nè anh em, chuẩn bị đi nè. Đi kìa. Xáy. Ui, hai. Xe nữa. Ồ, yếu rồi. Kê nóc tiếp, kê. Ui, đẩy được không? Đẩy thì team bên phải bắn vậy. Giờ đẩy thì team phải bắn. Mình trong nhà nghèo, trong nhà giàu, đi, dưới đi, là... Đi xuống luôn. Trong bò rồi. Xuống thì xuống chơi thôi, nhưng mà giờ qua là cứu rồi. Đúng rồi, team 4 rồi, không qua được đâu. Đi nè. Nhảy xuống anh. Đi luôn em. Chết đi. Bây giờ mình đi bo anh em ơi. Vô nhà luôn, vô bo luôn. Chứ đứng đó là không ổn rồi. Đây vô bo rồi nè. Nói chung là bắn cũng đợi bo anh em. Còn nữa không? Còn giờ ba tim rồi. Chia ra này. Đây. Nóc nè. Giờ mình lên nóc mình kê nó. Có bà sao rồi. Được. Đánh ra. Nước này. Ui, thấy rồi nha. Này ra hai bình này. Kìa, okay, hai team bắn nhau rồi, canh nóc đẩy luôn nè. Ở mình khói ở đây mình lúc máu đạn anh em ơi, hết đạn rồi. Còn như thì quá, nó kiểu là con xe. Có bình rồi thấy chưa? Có máu nè, có đạn nè, giờ không lúc là không được. Giờ mình thiếu đạn mình bắn mình kiểu như spam á, Free Fire á, nhấp nhả đó anh em, mình cần đạn nhiều. Thôi, bắn lại đi. Ui, nóc hai kìa. Coi có nó có nóc không đẩy luôn. Đó được 200 viên đạn rồi. Ui, clear luôn kìa. Clear rồi. Ghê à.
chạy trống kia, nó chạy trống kia. Sai thế à? Lạc đồi. Thằng dưới mát à? Thằng mát, thằng mát. Thằng này bắn được phết đấy. Thằng bắn 8 plus. Bắn tốt mà, team chuyên nghiệp thì bắn tốt rồi. Từ thôi, để lên lầu cao bắn nó thử. Đây có đạn luôn nè. Ui, sáu luôn, hấp dẫn, hấp dẫn. Nãy mà có sáu là sấy nổ xe nó lâu rồi anh em. Không có cớp, bắn ít hai sao quá. Ok nha, canh vô bo nè. Giờ bo 50-50 rồi, mình đợi bo anh em. Bây giờ, ui ui, phải, con thằng mở phải rồi. Cho mình đợi bo anh em, chứ cái này team 44 thì chỉ có bắn bo thôi, chứ không bao giờ mà bắn dám đẩy lão đâu. Không bao giờ luôn á, thiệt. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Đợi thôi. Bên phải nha, bên phải hướng 140 nè. Nãy con thằng bắn tôi đó. Quan sát thôi nè. Mày coi thì bo thôi. Nói chung là đợi bo thôi, chứ giờ dày cũng không bắn được. Một viên nè, viên mà ra. Bo vô rồi, bo vô rồi. Đợi bo, đợi bo. Nó hết mất cái chiếc rồi nhỉ? Kìa nó. Một đầu rồi. Ui ui. À giờ bo 50-50 nè, không biết ăn sao nè. Mình cái mép đó trong bo không? Cái mép trong bo đó nó chạy vô được. Ui. Hay vậy. Tôi cứu được. Ờ, khói chạy bo nè, khói giùm trái đi, khói giùm trái lát chạy bo nè. Giờ từ đường vô đây mà từ cái mép này mà đi ra mà không có khói là nó bắn nóc anh em. Nó có cái đồi cao nó kê được. Đó. Nè, thấy chưa? Thằng bên phải nãy giờ đứng đồi cao nó kê nè. Giờ mình có khói mình đi bo thôi. Thôi. Đứng trong khói mà nó xây vậy thôi sao dám chạy nè. Tao lượm hết nét rồi. Còn ông lượm mà sát nào cũng 10 nét quá luôn. Phải là bên đây nó nét nhiều quá anh em. Ui lỗi. À, nó bắn 4 sát thì tất nhiên nó nhiều nét hơn mình rồi, chịu rồi. Đó giờ đi thôi. Đó canh bo đi nè. Hai thằng trái. Đi. Trước đây kê cho. Đó mình phải kê cho đồng đội chạy anh em, xong giờ mình phải chạy nè. Ngồi xuống nè. Chưa, cái đồi nó cao quá, nó nóc mình dễ lắm. Coi chừng quăng nét nha. Đó, bồ mình mất nón rồi anh em. Ui con tốt quá, bồ mất okay, nón, mình mất giáp kìa, nhanh kìa. Đúng rồi. Không có giáp. Ui sao thế, việc mẹ anh ngon bò. Kê đi, nó đẩy á, nóc 2 nó đẩy á. Đấy, thịt mới về đấy. Thịt, nó thịt. Thịt ơi. Thịt nó thịt. Lên bom tiếp đi mà bác. Lên bom tiếp luôn. Đó, nó này kìa, đó, nó này đó. Lên nè, từ, chưa, nó cứu rồi. Hay. Hay quá. Đó, pha này nếu mà không nóc rồi cũng đẩy rồi anh em. Đó, mình nóc 2 tất nhiên phải đẩy rồi. Mình không còn giáp nữa chứ. Mất giáp luôn, đồng đội mất nón. Gà cho sống đi. Đấy, đây nóc được rồi nè. Để tao cứu. Điều em. Nói chung là pha này hâu lại. Giữ lại. Bây giờ mình cũng đang cứu rồi. Đó, mình cứu cho đồng đội kê. Xong. Chúng giờ hết giáp rồi, giờ đợi bo anh em. Mà bo vậy là toan rồi. Hết khói luôn, không khói luôn, chỉ còn mình thôi. Giờ bay ra quăng mìn á, mà nóc 1, nóc 2 á, thì mình mới có cơ hội mình đẩy qua thôi. Chứ đây đường trống mà mình đẩy qua đường á nha, mình không biết vị trí thì 2 căn 4 bình thường nha anh em. 2 căn 4 là bình thường luôn, mình không còn giáp nữa chứ. Đó giờ mai quăng mìn nóc được rồi, ok. Chơi cuối rồi.
thằng đứng đồi cao nó bắn được hết. Nó ngoài bo, hai thằng kia ngoài bo. Thằng bên trái, không phải ngoài bo thôi. Mắt đứng ngoài bo luôn, mắt đứng ngoài bo bơm máu đi. Biết. Anh chiến thật ghê nè. Đứng ngoài bo bơm máu rồi chịu rồi. Tao xem nó chạy như thế nào. Mày bơm máu ngoài bo tao. Đây. Chung bên đây vô trong bo. Mà có cái gờ này chạy quá đẹp rồi anh em. Không bao giờ chạy được. Chạy đi bạn. Chịu rồi. Chạy đi. Đấy, móc giáp rồi anh em. Móc giáp rồi chịu. Thôi, bắn 2 bao viên vô người nóc luôn. Chịu. Lấy xe pick up nào, Chịu anh em ơi. Bo nó. Bo này chịu rồi. Thôi, mình xem giáo sư phân tích nha. Chạy đi. Mình chỉ là sinh viên thôi. Này giáo không sư. Không chạy thì sống thế nào được. Ở đó không có hay gì hết, tại vì là bên nếu mà như các bạn bảo là bên team nó team gì, team Thịnh đúng không? Ở team của Thịnh đi. Team của Thịnh làm sao mà ăn được cái pha đó, bởi vì Thịnh mất bo rồi. Và cái trường hợp đó là Thịnh đã quăng quá nhiều smoke để từ trong ngoài nhà chạy ra ngoài chỗ đó nằm rồi. Và cái thứ hai là trước khi mà bo chưa vô mà bên Thịnh đã quăng bom vô bên mình rồi mà không không trúng. Mà thứ khúc sau cùng thì bên Thịnh quăng thêm một vài quả bom nữa, chắc chắn nó không còn gì trong người nữa. Cho nên cái pha đó là không có phải là hay ho gì cả. Trừ khi mà pha đó mà hai bên đều mất bo hoàn toàn á, hai bên đẩy lên á, thì có thể gọi là một cái pha sử dụng kỹ năng. Còn cái pha đó là bên Thịnh hầu như không ăn được đâu. Bởi vì bên mình là còn đồ đầy đủ giáp 3 mũ 3 mà còn bo. Mà bên Thịnh không còn cái đồ bùi gì cả, chỉ có chết thôi. Đánh thua chỉ bình thường thôi. Cái pha đó là mình đã, các bạn thực chất là không có hay ho gì cả, bởi vì mình đã tính ra được cái đường để thắng rồi. Còn khi nào mà mình không tính ra được cái đường thắng mình vẫn thắng được người ta, thì ok thì nó mới gọi là hay. Còn khi mà mình đã ngồi, mình đã thấy cái đường thắng của mình bên mình rồi là thôi kệ đi. Rõ ràng các bạn đã nhìn thấy không, mình đã call rõ là không cần phải đẩy, cứ kệ, chẳng cần phải làm gì luôn, cứ dội bom lên, dội bom hết thôi, ngồi im để tự mất bo, tự ra bo là thua à. Trường hợp đó bên Thịnh không ăn nổi đâu, trừ khi là bo hai bên cùng đồng giữa thì ok, công nhận thằng nào thắng thì nó hay, không thôi. Đó anh em thấy không, giáo sư phân tích quá hay luôn. Rồi ok, trận này cũng gặp tay to rồi anh em, gặp nguyên team luôn, đọt nha anh em, đọt. Mình có duyên nợ với lại cái clan này đó nên là hôm nay tìm chơi luôn anh em, khô máu luôn, cũng là lan tiền hữu chuyên nghiệp đấy. Giờ mình hãy xe ở đây nè, đi chơi luôn nè. Đó, quay qua chơi luôn nè, thấy xe nè, thấy không? Dừng mình mép đòi nè, đó mình kê rồi. Có bách cúp á, mình có bách cúp á, mình dễ bắn. Ôi xuống nha. Từ, tiên này bắn tốt nè anh em, mình lia mấy lần rồi, lia 2-3 lần rồi. Cũng tìm cài răng chí tôn nha. Giữ rồi, đừng để nóc mà kêu mà núi đi. Ui đồng đội sao quá, đẩy giờ nè, chạy sát mặt lờ, nó đẩy giờ nè cách 500m. Quang Minh ra chạy sang nè, thấy nóc một nóc một rồi, hai còn tiếng trong nhà, hai yếu luôn. Vô, lên xe. Gài đạn cái. Lấy đi, gài đạn cái. Trong nhà, các bạn vào nha. Từ đây, bọn tôi vào xong rồi. Trên nóc. Nãy có Hoàng chạy vô nhà trái nha. Trời ơi, cái gì vậy? Nhà trái á, nãy nó chạy qua trái một thằng. Má, tông xe cái còn nửa cây chinh. Vô đi, cứ đẩy vô. Nóc này vào. Bên trái nha, coi chừng bên trái nha. Ui, trên nóc, bắt trên nóc chứ. Hay, ôi chết rồi. Hay, vậy chứ. Hết gây sợ với tôi à, Quá anh em ơi. Đó, nói chung là trận này cũng nhiều team gắt anh em. Tàn team chơi hát ngày chí tôn mà. Đó, nên mình phải bắn cẩn thận. Nóc thì vẫn đẩy bình thường. Lên núi ngon. Nói chung là đầu mùa vậy anh em, sướng lắm, bắn mau lên tay. Anh em mà càng chạy hát đầu mùa là càng lên tay. Kìa, nó bên giật trái, bắn được kìa. Đứng đây bắn được. Ok, lên bắn chung nè, lên bắn chung nè. Thấy à, lên bắn chung nè,
Đây đủ zone nam này. Nè, nam 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 sấy nè, sấy nè. Chơi chưa? Sấy. Nóc 1. Nóc 2, nóc 2, hay hay hay. Nóc 3 rồi, nóc 2 rồi. Hay hay hay, gạt rồi, gạt 1 rồi. Lên xe nè, chơi luôn rồi. Quá quán. Suy nghĩ gì nữa? Thôi tôi lên núi nha. Này cứ lên núi kê, lên núi kê dễ hơn. Lên núi à? Lên núi bò đẹp hơn. Dưới chân núi phải. Đợi lên núi nha, đợi lên núi, đợi lên núi. Đang đứng đợi đây, lên đi. Ok. Mình lên núi đây, phan được hết luôn này. Chạy thẳng đi, bắn thẳng cho 110 thằng ơi. 110, 110. Ok ok ok, 110 xe cháy. Ở đó có. Thấy 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 thấy, thấy 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 120. Thấy này. Dễ nhiều quá. Xe đi, xe đi, xe 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 xe. Lùi lùi lùi. Lùi 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 lùi. Đót 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 đót. Để tôi bắn luôn, phải ngồi xuống. Cái lúc nó chưa. Bắn tốt nè. Đó, ngồi chủ quan á, bây giờ không được nóc 2 nha, mình cứ để nóc 1 thôi. Hay hay hay, nóc chun kìa. Nóc chun nó hiền hiền kìa. Đi 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 gần nhau cái sổng ơi, đi gần nhau vừa. Ok thôi, ok thôi. Nó cũng trong bò rồi, nó trong bò bên trái. Canh phá xe được phá nha. Canh phá xe được phá nè. Nhìn một đầu, một đầu, một đầu. Ok thôi, ok thôi. Thằng bắn một thằng cứu thôi. Anh ơi, nghe nóc 2. Mày cứ bắn đi, bắn nó không gạt được đâu, đừng đừng đấy. Cứ một thằng bắn một thằng dưới. Phải giáp hết. Nhấp nhả rồi nè. Đó, nhiều mình cứ nhấp nhả thôi. Cầm lúc chết luôn. Gặp mấy team này mình chỉ nhấp nhả thôi. Bắn được cái lộ người nhiều quá. Cái thằng gần chỉ lộ thôi. Gần ở đây đó. Thôi. Nó gần đây luôn, nó trước mặt tao luôn, nó trước mặt tao luôn. Ok nha. Chơi chỉ còn 2-2 thôi. Phá xe đó, phá xe đó. Đó, kìa rồi. Đợi đó. Nó chạy qua đây nè. Đó, nó chạy qua đây rồi. Xe bọn này lo ở đây đi, mình trên núi mà kệ. Nó dưới núi kệ. Rồi lo chạy thôi, bên phải cứ để tôi lo nè. Giờ cứ đợi bo vô. Đó anh em nhìn cái bo nha, nhìn minimap kìa, thấy chưa? Nó vẫn trong bo, bây giờ mình đợi bo sau thôi. Quan sát kìa. Không biết nó có cài người lại không nhá. Ừ, sao nó cài người lại thôi. Cứ bắn cẩn thận thôi, đừng đừng để nóc 2 rồi, nóc 1 thôi. Vậy là team kia có. Ôi phải đấy, phải phải còn người, còn 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 nó cài người lại. Thấy chưa? Nó vẫn còn người lại nè. Bên thằng cả, bên thằng lại. Đây 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 đây. Watch out. Enemies ahead. Đó, đó một thằng nóc nóc đường đó là hết. Nóc đường đó là hết. Giờ đợi bo nè. Đó, bo đi nè. Ok ok. Xuống thỉnh. Giờ ok. Xuống thỉnh Duy Minh, xuống nhanh. Xuống nhanh đi. Đó, giờ mình có người giữ bên kia hết trơn anh em. Có người giữ thì trong bo rồi, giờ mình bắn dễ hơn. Đó, mình cứ chia hai người vẫn là thế mà. Kệ kệ nó nóc rồi kìa. Cay rồi. Chạy đấy, chạy đấy, địt mẹ đang công đít. Xuống 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 xuống. À, hai thằng trái mà chết là đẹp lắm luôn. Ok. Hai trái là còn chết là ngon luôn. Lên. Tao bắt hai. Lên núi luôn, lên núi luôn. Mình đứng trên núi là thế hơn. Trái kìa đây. Hai cái nha. Thấy à, trên núi rồi. Cẩn thận bọn kia áp sát rồi nhá. Ok, coi chừng bọn kia đi vô rồi. Ui, coi xảo rồi, ngon 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 ngon. Đây 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 đây. Bắn okay, bên trái liền. Trái liền, trái liền. Ok, 4-4 thôi, ngon ngon. Đây. Còn tiếng lẻ nữa. Đây. Gặp một lần này. Còn men à? Còn tim đẻ như thế nào? Ôi mình. Nhà sinh, nhà sinh. Quăng men được, quăng men được. Quăng chuẩn nào, quăng chuẩn ăn luôn nè. Sao nhà sinh? Chạy cơ, chạy cơ. Watch out. Nóc 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 nóc. Này thì chua chưa? Nóc nóc nóc. Nóc phải. Sao nhà sinh? Sao nhà sinh? Rồi còn hàng hướng 125 thôi. Người đây thôi. Watch out. 125. Okay. Kê trọng, kê trọng, đừng đừng có đẩy lên. Nó không về cuối đâu. Đó, nói chung là mình chơi mình vẫn kê bình thường anh em. Đó, nào có bo đó ăn thôi. Chỉ cần team bốn, team khác, team team lẻ. Đó là kê chết rồi kìa. Team đó không lẻ. Team đó là ba thằng thôi. Ok. Team đó này ba thằng thôi. Còn ai smoke kia, ai smoke kia, ai smoke kia. Em. Tự tử mày. Xong rồi, tự tử chắc rồi. Bo này dễ quá anh em. Mình kê bo
rồi, chạy bom được đâu. Đó, nói chung là ăn bo thôi. Đó, bình thường cũng giống như team bóc nãy mình thôi, ăn bo mình. Đây, 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 dưới chân ta nè, dưới chân ta. Ok, đó. Dưới chân luôn. Được rồi. Đấy, em thấy không? Chỉ cần ăn bo là xong. Đó, bắn mấy cái tim gắt á, mình lấy được vị trí bo đẹp hơn là bo ăn à. Đó, nên anh em cứ bắn và giữ vị trí bo là ok. Đó, đi bo quan trọng lắm nha. Tim quật là cái quan trọng rồi, nhưng mà đi bo cũng quan trọng hơn. Nếu mà gặp tim ngang nhau, ngang trình nhau. Đó. Ok, giờ chơi thử ván mới nha anh em. Trận này mình gặp Rabbit nè. Đó, FFQ, team Timber nè, Bensu nè. Đó, nói chung là toàn team chuyên nghiệp thôi. Đó, nói chung là anh em bắn cẩn thận là được. Giờ nhảy xuống đây nè, lấy xe nè, ở trước mặt mình có hai team luôn. Đó, anh em thấy không, bên xu nè. Đấy, team chuyên nghiệp thôi, nóc rồi kìa. Lê rồi kìa, Rabbit kìa. Đó, bên xu, thấy chưa. Thấy rồi. Chỗ lại chỗ nào đấy. Cái đầu lạnh nữa kìa, ít lên nè, ít cái đầu lạnh. Đi. Còn Timber nữa, nãy thấy Timber nữa. Ui, người hả? Ủa cái đỉnh mệt con boss mà nó bắn vậy hả? Ấy lờ nó bắn 2 viên kìa. Ờ xem viên thứ 3 chắc nóc luôn á. Có xe lên, có xe vô. Xe heo. Trước mặt nè, trước mặt tôi à. Nóc 1. Nó có súng nha, nó có mini nữa. Nóc 2. Ồ tính tông luôn kìa. Nóc 3. Thôi đạn chị ơi. Ba. Còn một team bên này nữa đúng không? Còn cuối. Ui. Ôi lê anh em. Ở này nó đấm 2 phát nữa, chết giống như deep shot luôn á. Có súng rồi bị chết anh em. Rồi vô. Ở trong đây nãy còn team nữa. Đó, ôi. Gì vậy? Ma sẽ nó. Thôi. Không thấy luôn trời. Từ thôi. À, chọc, chịu luôn chọc ơi. Ừ, con bot, con bot hả gì được. Chỉ nó 5 tầng. Chỗ cường có người phải không? Chỗ cường có người phải không? Nó đẩy tao rồi. Ok, thấy nè. Chơi chọn. Kìa, nó đẩy xuống rồi, Yếu rồi, không sao. Tôi kê cho, đừng. Đừng đỡ rồi. Ok, Timber kìa. Ông chị cứ ở đấy thôi, đừng ngó ra bắn. Đeo con xe. Đông nha, thấy hai thằng á. Kìa, nó qua ăn boss kìa. Kìa, nó sấy rồi. Đừng ngó ra bắn, nó công xuống tôi thì nó bỏ. Phá xe rồi. Đó, pin to quá anh em ơi. Bỏ ra. Dính rồi, yếu nè. Ui, pin 300 mấy rồi. Bỏ đi. Nó không mở cớp được luôn nè. Pin 400 rồi, gần 400 rồi. À, pin này để ở 3G. Ok, rồi đồ quy nước kìa. Đó, toàn team gắt thôi. Từ, để lấy xe, nó đi rồi. Ui, còn. Ui. À, lắc quá. Để reset cái mới được. Để đổi 3G, chứ mà 4G, chứ mà giờ wifi lắc về bóng được anh em. Cũng giờ, 9 giờ tối nó lắc lắm. Ai em quay lại đây. Kê kìa, quá kê cho cường đi kìa. Bả thẳng luôn kìa. Còn trên trụ trọ nè. Từ. Chú kê trong. Lắc quá. 400 luôn rồi, pin 400 luôn rồi. Từ, để tôi lấy xe tôi mở cánh nha. Từ, cứ bình tĩnh thôi. Nó bắn thôi. Nó bể xe rồi. Để đi, ông cứ ở đây thôi. Không, đi, mở cánh luôn. Ngồi ở đây. Xuống bắn thôi, xuống rồi. Hay. Ê, quá kê cho anh Cường nè. Quá kê cho Cường nè. Anh em anh phát thì mất ở đây cái rồi con vợ đó. Ok. À pin to quá nè, pin 400 nè, mở cốp không được nữa sao bán. Chắc đợi reset quá. Nãy giờ dính thằng lộn ở đây. Reset nha. Ok. Ui giời ơi. Reset máy nha. Reset. Đó, reset thôi anh em. Chứ giờ nó lắc quá bắn không được, bực mình thiệt.
Ở giờ chuyển 4G 3G bắn anh em ơi, chứ giờ wifi nó bị gì rồi. Ok, vô nè. Alo, mất mic luôn anh em. Vô cái phát mất mic luôn. Giờ không biết người ở đâu luôn nè. Ôi thấy nè, thấy nè, kho xanh. Yếu yếu yếu. Ok nè. Mark the location. Một đầu một người nè. Watch out. Nóng 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 nóng. Watch out. Ôi, quên mất mất lên em. Nói chung là giờ pin thôi. Hay nóc hai nóc hai. Lấy xe qua luôn. Ok. Đó, giờ mình mất mất rồi. Giờ chơi cứ như là nhìn chịu khó phải nhìn đồng đội nóc với lại vị trí thôi. Nghe tiếng súng rồi đó. Hay, đi rồi. Cái định mệnh á, á không mít dễ anh em. Nó không có máu luôn nè. Nó gạt này lấy máu trước mặt nè. Ui. Hay 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 hay, đi rồi đó. Cái này chắc đi rồi nè. Định mệnh á. Nó có vậy không có mít bắn như vậy anh em ơi. Dễ toàn lắm. Đó, nên mình chịu khó quan sát thôi. Giờ đi nè. Đó, bắn xong rồi đi anh em. 7 kill rồi. Đi coi ơi, còn team của tướng Z với lại Bensu chứ. Bensu với lại Timber nữa. Sau lưng, sau lưng, sau lưng, sau lưng có người. Đang chạy, đang chạy. Mark trước mặt nè, ngắm cây nè, ngắm cây nè. Trên có luôn, trên có luôn. Chạy nhà xin rồi. Này, gạt luôn, gạt luôn, gạt luôn. Gạt luôn. Đi bo, đi bo, đi bo. Nó trong khói rồi. Nhà sinh kìa. Lắc đòi rồi. Xa quá. Bây giờ mình tính từ bo nha anh em. Bo, bo chết rồi. Đến giờ đi thôi. Không có tham kêu chi. Ăn mạng rồi được rồi. Ở vô bo ok đó. Mình lấy việc bo, mình chơi, mình đánh nó là xong. Giờ tính từ bo, bo đông đó. 20 thằng là đông lắm luôn á. Bo 4 rồi. Qua bo 4. Giờ bo 3. Giờ vô bo 4 là đông lắm. Đó, xe nó chạy đây nè. Ôi ôi lia luôn kìa, team kia lia, team Timber kìa anh em, cái đầu lạnh kìa, bên su kìa, đó lia rồi. Let's go. Đi giờ mình tính được bo nè. Let's go. Đó mình thấy nó nhưng mà giờ mình đi bo trước anh em. Đó cái đồi núi càng nhiều á, mình thì mình phải càng đi bo sớm nha. Nếu mà không đi bo sớm á, nó chiếm được cái núi á, nó bắn từ trên cao bắn xuống thì anh em chạy bo cỡ nào anh em cũng chết thôi. Vì lúc mà đang bo bự á, anh em nên đi bo đó, đi bo trước đó là nó sẽ không quan sát được hết, tại nó kê nhiều hướng. Còn lúc mà nó bo đã vô rồi nha, núi trên cao là nó bắn được hết. Bây giờ đi phải lên nè. Ui trước mặt có tiếng súng nè, chưa. Đó, mình đi chậm rồi nó kê bo về sau vô. Chú mặt luôn, chú mặt luôn nè. Thấy nè. Ui cái hòm, cái hòm. Thấy rồi, thấy rồi. Ui gì vậy. Tốt nha, tốt, bắn tốt. Khỏi nha, cú đi, cú đi. Nóc 1, nóc 1. Giữ lấy xe, mình lấy xe đi bo nè. Ui xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ui help. Toàn rồi anh em ơi. Ở trong bo nha. Chết, chết mồ à, quên mất mít anh em ơi à, mất mít khó chịu thiệt. Mà ngoài bo nữa, bắn mà không tập trung, mình không có sấy chung được á là dễ tan lắm. Đứng trên nó kê mà team biết bắn. Thôi thôi xong rồi à, quên tốt. Bởi lời vậy. Ở ra đây luôn thấy chưa, team biết bắn nè, tốt luôn á. Nó ăn team của Bensu rồi. Xong rồi, xong rồi. Enemies ahead. Mark the location. À hay thiệt chứ. Đó, anh em thấy không, nó tốt ghê bộ. T
đi và bắn tốt cực kỳ luôn á. Ồ, 4 chấm luôn nè, quán quân luôn nè. Ghê vậy. 4 chấm không nè. Ồ, 7 chấm luôn, kinh gì vậy. À, cái mùa này mà trên 6 chấm, trên 5 chấm là đã ghê lắm rồi anh em. Trên 5 chấm là đã ghê lắm rồi. Cái này 7 chấm luôn. Hàng gì, à, kinh thiệt. Đó, anh em nhớ hay, nhớ like, subscribe kênh ủng hộ Thịnh nha. Và cảm ơn mấy bạn đã donate cho Thịnh. Cảm ơn anh em đã like và đăng ký kênh nha. Cái phần tiếp theo á, mình sẽ up về liên server nha anh em. Bao hay luôn, phần 3 bao hay luôn. Hay ngang ngửa với mấy trận này luôn đó. Anh em nhớ đón xem nha. Ok, bye anh em.